Xin chào các bạn. Hôm nay lại mời các bạn ghé thăm căn bếp nhà Dương. Hôm nay Dương lại giới thiệu với các bạn món ăn gỏi đu đủ. Và Dương sẽ làm theo cách của người miền Bắc. Thường thường trong miền Nam người ta gọi là gỏi đu đủ, nhưng mà ngoài miền Bắc người ta gọi là lộm đu đủ. Nó có cái sự khác biệt rằng trong Nam người ta làm bằng gỏi khô bò, còn ngoài Bắc thì người ta ăn người ta có một cái chút đặc biệt hơn đấy, là người ta cho thêm gan đã được tẩm ướp qua một số gia vị và chiên lên. Mời các bạn làm theo chưa? Đây là đu đủ đã được bào sẵn, thì dùng một số lá rau thơm gồm có rau húng lủi và chút xíu rau ngò dí. Mình sẽ sắt nhỏ. Sau khi sắt nhỏ rồi bỏ vô. Sau khi đu đủ đã được trộn cùng với rau thơm, cho ra đĩa. Cho khô bò lên trên. Rồi tới gan heo, cho thêm một hai lá quế lên cho tăng phần hấp dẫn. Bây giờ Dương sẽ chỉ các bạn sơ qua về cách pha nước mắm của người miền Bắc khi ăn gỏi khô bò. Đường 2 muỗng. Nước mình cho khoảng độ 6 tới 7 muỗng nước. Cho đều lên. Khi các bạn thấy đường đã tan, nếu mà ai muốn ăn mặn thì cho thêm chút xíu mắm, ai thích ăn ngọt thì cho thêm một chút xíu được. Rồi mình sẽ vắt vào đây một nửa trái chanh. Thông thường thì người ta hay cho giấm, nhưng mà mình thích dùng chanh hơn, tại vì chanh nó có một cái mùi thơm tự nhiên hơn là cho giấm. Thông thường với lượng đường và lượng nước, lượng mắm thì các bạn nên cho một nửa trái chanh là vừa đủ, cho chút tương ớt. Xong rồi bây giờ mình sẽ dưới hỗn hợp nó lên trên. Các bạn nhớ là không thể nào thiếu được đậu phộng. Đậu phộng là rất quan trọng trong món gỏi. Món gỏi đã xong. Xin mời các bạn quay lại theo dõi chương trình kế tiếp kỳ sau.